Cha là cái thân cây, cứ 1-2.000 năm có cái nhánh cây mọc ra. 2.500 mấy năm về trước, Phật Thích Ca là một cái nhánh cây. Trong cái nhánh cây nó ra mấy nhánh nhỏ nhỏ, có Đại Thừa, Bắc Tông, rồi có Mật Tông và Đại Hát, là nhánh nhỏ của trong một cái nhánh lớn là Đạo Phật. Cứ qua bên Công giáo này 500 năm sau, Chúa Giê-xu ra đời một cái đạo ở Do Thái. Thì một cái nhánh phim đây, trong cái nhánh nó có nhiều nhánh nhỏ, đạo Tinh Lành, rồi thêm gì nữa ta, cũng đại khái là cùng một trong cái nhánh. Thì cái cây nó làm sao thì cái đạo nó như vậy. Nhánh bự thì nó có mấy nhánh nhỏ nhỏ của cái nhánh bự. Rồi cái khoảng tới là Mohammed là Hồi giáo, ổng cũng là người bình thường. Rồi cái ông Niên cũng nằm mơ, ông thấy gì đó cái ông lập cái đạo Hồi. Ổng là dân kể ngựa chém chém mà chinh chiến mà. Rồi cái đạo đó bây giờ là mạnh nhất, chiếm gần hết quả địa cầu á, Hồi giáo là lớn nhất á. Thì khoảng 1.000 năm sau sau Chúa Giê-xu, tại đạo là đạo mới nhất nhưng mà cũng gần cả 1.000 năm rồi. Tất cả những cái đó lỗi thời hết, cũng là một nhánh cây phải không? Bây giờ muốn cái cây mà cao hơn nữa thì phải như thế nào? Chẻ nhánh, ai mà trồng cây thì phải hiểu, mình phải chặt nhánh thì cây nó mới mọc thẳng lên nữa không? Đó là ra hàng những cái cây rồi đó, đó. Tự nhiên đang nói khúc này có cây ta à. Có hay nha, ở trên dám cái gì làm đó. Đây, đây đó. Bây giờ Phật giáo, Công giáo, giáo. Bây giờ tỉ tỉ mấy cây này nè, mọc lên tí. Đó là thế. Thì cho nên mấy đứa con Hậu Thiên hôm nay mà có lớp đầu tiên mà cùng thời đại với mình á, kiệt á, là mình phải vui và hãnh diện. Khi mình vui mình hãnh diện, mình phải giữ giữ cái uy tín, mà phải giữ uy tín cho kiệt nha, giữ uy tín cho cha. Khi mình mang dấu hiệu này là mang dấu hiệu của cha, mình làm mướn cho cha nha, chứ không phải là mướn cho kiệt nha. Nấu cơm hay là quét dọn gì chỗ này hay trên núi, túi cây trên núi cũng là cha phát lương à. Kiệt có phát lương như ai đâu ha. À, đứa nào làm giỏi thì cha phát lương. Thường á, cha một á, làm một cha trả 1.000.000 lần thôi mà, gán làm đi. Còn đứa nào làm dở bị cha ký đầu gán chịu. Cho nên chúng ta cùng làm mướn cho cha hết, đúng không? À, thì cha sống rất là gần với mình. Bữa ngày vía lễ cha đứng ngay đó, tại vì mắt của mọi người không thấy, mẹ cũng có đó nữa. Đạo Thiên Tam là một cái thân cây, Thượng Đế là cái thân cây, cứ bao nhiêu nghìn năm thì có một cái nhánh cây ra vậy. Nên cuối cùng mà muốn cái thời đại này mà giàu, thời đại vàng kim mà không còn chiến tranh hận thù, không còn ôm bom tự sát, không còn giành cái đảo hay là tự nhiên Nga đi xâm chiếm như phèn lấy cái gì đâu. Thật sự không có mục đích, chỉ là muốn đánh nước người ta thôi, giành mấy cái mảnh đất. Rồi một bên thì nghi kỵ lẫn nhau, trong tương lai con người không còn nghi kỵ nhau nữa nếu mà ai cũng hiểu đạo. Ví dụ cái gì cứ nghĩ nha, Putin á, mà nó biết cái hồn mà có nhân quả, tại nó là đạo chánh thống giáo, là nó không có, nó nghĩ là cái linh hồn không có tái sanh, chết là về trời hết, đạo không dám nghĩ gì, đúng không? Chỉ là sai, không có. Đó là nó kêu nó nói gì đâu, tại đi chinh chiến rồi cái nó chế kìa. Ông Perry á, sửa kinh của Chúa. Ngày xưa Chúa Giê-xu lập đạo Công giáo chỉ có nửa đệ tử thôi, là ông Perry, đó là một đệ tử nhưng mà ông phản, thì sao ông nói hận lại là tính có nữa. Phật Thích Ca ra đời đạo Phật, bây giờ hôm nay cũng loan rộng, là rộng khắp thế giới. Hình như có một bốn ông mà ông kêu càng như đó, ngày bài pháp đầu thư tiên mà tới Diệu Đế là chỉ mấy ông kia chỉ ngồi nghe Phật nói chuyện thôi chứ cũng chưa tin nữa. Thì hình như có một không nữa thì là đạo Phật. Còn Hồi giáo lúc mà ông lập đạo chẳng có ai, có vợ ổng à, người đàn bà thôi. Thì giờ ba đạo đó thống nhất toàn thế giới,
Chúa Giêsu nửa người là ông Phari, ông phản Chúa ha, là Chúa tính có nửa đệ tử thôi. Rồi ông Mohammed lúc mà ông lập cái đạo hồi Muslim bây giờ có bà vợ, chẳng có ai hết. Phật Thích Ca mình á, sau khi mà rúng mà nổi bông sen rồi nhìn thấy sao mai rồi đó, rồi bắt đầu ra giảng pháp, thì đầu tiên á là có ông một ông tin Phật à, có một đệ tử. Rồi Khổng Tử cũng vậy, Khổng Tử cũng chà thề cũng không có ai hết, chỉ có cái ông gì á, một người thôi. Lão Tử cũng vậy, tới thời của Đức Thầy là Vũ Sơn Kỳ Hương là được mấy người? Thật nghĩ gì đủ hả? 12. Ồ sao Đức Thầy giống kìa. Lúc mà ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn, lúc đó cha mặc áo lông bào đỏ, mẹ mặc áo lông bào vàng, nhiều chư Phật trên bầu trời. Thì lúc đó lập cái đạo Thiên Tâm này, thì lúc đó kìa nhìn xung quanh đó mình không biết, tới nhìn lại ủa sao có 12 người đúng hay chăng, cũng cùng số. Có đúng ngay người, hai người ngay cái ngày lập đạo Thiên Tâm cũng là 12 người đầu tiên. Hôm nay mình có một số những người mà có duyên á, thì để tay chán vẽ cái dấu Thiên Tâm á, thì hôm nay cũng đông. Nhưng mà trên thế giới nó có mấy chục triệu người hiện giờ luôn á, mấy vị nói âm thầm tại hướng Đông Bắc quy với cha, nghĩa là cũng là Thiên Tâm. Quy cái là trong lòng của mình, không phải là hình thức nữa, mà là thiệt. Thì hồi tuần rồi á, thì cầm cái lệnh bài của cha cho đó, để mà gọi là thọ ký toàn thế giới, những ai mà hướng về Đông Bắc á, là đều là cũng là đệ tử. Ở xa cũng là giống như ở đây, không có khác nhau gì hết. Đó, mình đang nói về một cái cây và những cái nhánh cây. Rồi mình nói tàu lớn để đưa thuyền Bát Nhã, thuyền Bát Nhã là tàu lớn, những cái thuyền nhỏ đưa ra thuyền lớn là giống như đi vượt biên vậy đó, chứ đâu phải mình cái là mình xuống thuyền lớn được. Ở Thiên Tâm là chánh đạo, thì cái bài cơ mà cha cho đó là Kính Thiên, bài số 2 á. Mình đọc hai bài Kính Thiên lại nha. Bài Kính Thiên số 1 là mẹ cho khoảng năm 1979, tại đây có mấy người mới. Bài Kính Thiên số 2 là ở trên cho để ra cái đạo. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời du gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết ân ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính Thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bảo tánh hoan ca cuộc đời, thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sao. Đó là năm 1979, lúc đó kịp đi Việt Biên. Mẹ trên trời á, bỏ cái ống dòm xuống là giống như cái ống kính vậy, rồi Kính Thiên thấy con mình nó bị sách bị hải tặc Tha Lan giết không. Mẹ ra cái bài đó, cái Phật bà nằm xuống cứu. Tới ngày 16 tháng 3 năm 2017, thì lúc đó nhân loại đang trong lúc điên đảo, sắp sửa vào thời kỳ chót tận thế, thì cha mới hạ phàm, mẹ hạ phàm, hội đồng chư Phật cũng xuống luôn, để mà cho cái đạo Thiên Tâm mình ra đời ngày hôm nay. Đó là ngày 16 tháng 3 2007. Thì trước khi cái buổi lễ á, thì mẹ cũng cho xuống một bài thơ. Cái bài thơ này, bài thơ Lục Bát, mình mà đọc là 18 câu cộng lại thành số 9. Trên trời là sử dụng số 9 cũ trùng á, giống như 99 gì đó. Bài Kính Thiên số 2: Kính Thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, Thiên Tâm cứu đời,
ấy là ân phước Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chánh, không thiên đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong theo trời, tu sao cho xứng với ơn Thượng Hoàng. Đó là bài thứ hai. Tại sao mà cái có hai chữ là tu theo Di Đà Quan Âm? Nghĩa là thời mạt pháp, thời Phật Thích Ca ngày xưa á, Quỷ Vương á là giả gan gái, là giả đủ thứ hết, hù Phật hù cũng được, hù Cô Đàm, Cô Đàm không sợ. Cái rồi Quỷ Vương nó hâm Phật, nói thời sau này nè, tay hết trơn, con của tao, cháu của ta mặc áo vàng cạo tóc, đọc kinh của ngươi luôn, đọc Lăng Nghiêm luôn, phá đạo của nhà ngươi. Khi nào thế giới không còn Lăng Nghiêm thì lúc đó sẽ đạo Phật sẽ không có độ được đời. Đúng như chàng bây giờ mấy thầy trong chùa bấm máy không mà không có nào sáng chịu đọc hết, là mất, đúng không? Là hồi xưa Mai Dương nó hâm gì thầy, thời mạt pháp trong kinh Phật Thích Ca Tam Đại Tạng Kinh có nói sao thời mạt pháp áo vàng không có độ được người nữa, người đời độ được người. Trong đó có nói hỏi là mấy vị hòa thượng lớn gì. Rồi trong cái bài Kính Thiên thứ hai ấy, là bề trên nói ấy, tu theo Di Đà Quan Âm là cũng là Tam Đại Tạng Kinh, cũng là vậy thôi. Tại vì kinh Phật không có sai, chỉ có mấy người làm sai, thầy thời nay làm sai. Thì đạo Thiên Tâm lại có một cái nhiệm vụ lớn hơn ngoài cái nhiệm vụ đưa tất cả nhân loại về trời, và đồng thời có nhiệm vụ để làm cho đạo Phật thịnh trở lại. Đó là chúng ta, những đứa con ở thiên hôm nay phải đọc Lăng Nghiêm, phải đọc kinh của Thiên Tâm và phải ngồi thiền. Cái tiên chỉ mà Đức Thầy với cha ngày xưa mà nói cho Kiệt biết đó, là đạo Thiên Tâm chính là tu tại gia và ngồi thiền, chứ không phải như cái thời mới này mà nhiều người cứ nói Ai Như Là Phật là thành Phật ở trên. Cái đó cũng có, nhưng mà ở trên không có phải nói là như vậy. Trên nói là mình phải đọc kinh và ngồi thiền, tự đốt đuốc đi á, và phải có bi chí dũng. Cho nên là tất cả những đứa con họ thiên ở khắp thế giới làm gì làm, bất cứ chuyện gì xảy ra, mỗi ngày cứ bỏ ngồi góc vậy đó, ngồi nửa tiếng quán chiếu lại cái công thức dạy thiền là có trên nó rồi đó. Chuyện buồn, chuyện vui gì đó, gia đình khủng hoảng cỡ nào ngồi thiền nửa tiếng, cứ nên tập viết nó quen. Đó là một cái món thuốc thuốc lớn này chứ, thuốc này trị bá bệnh á. Rồi những đứa con ở thiên mà nếu mà không có muốn thành Phật thì muốn thành tiên thôi á, chỉ cần giữ nửa giới của số 1 và một giới số 12. Tại vì ai mà làm đúng hết 12 giới luật của Thiên Tâm sẽ thành Phật của đời này. Câu gì á mà làm được 12 giới của Thiên Tâm không? Nếu là không được, chỉ cần giới số 1 có nửa giới thôi, nhân nghĩa lễ chí tính, và đồng thời cái giới số 12 là đọc kinh và thiền thì cũng được về trời cao nữa. Ngày qua cái giải thích nhân này là nghĩa lễ chí tính này đó, nó cũng tương tự như là năm giới của bên Phật: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngữ, là nhân lễ nghĩa chí tính. Đó là sơ về đạo Thiên Tâm là vậy.